nguy cơ cháy nổ và có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nối tiếp chương trình trong một điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý khán giả cùng lắng nghe. Cách đây không lâu, hồi tháng 2 năm 2018, tại quán Đức Đường, phố Cao Đẳng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xảy ra cháy khiến hàng chục thực khách bị mắc kẹt. Nguyên nhân là do một khách hàng đòi châm lửa đốt mẹt định đồ ăn để lấy may nên đã gây hỏa hoạn. Vào thời điểm xảy ra sự cố, trong quán chào nữ ơn nhé, ở đây là để ấy lại cái clip mà vừa rồi cam hành trình của mình ghi lại được này. Đấy, rút chìa khóa của người ta đấy. Rồi đã khóa là clip này rồi. Rất nhiều nơi chưa chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, ở đây là ở đây là chốt Châu Quỳ này, bắt lỗi sai làn xe máy này. À, người dân giám sát thì đóng cửa lại không cho giám sát này. Rồi, bắt cái lỗi xe máy này đi sai làn này, 29K L1 này. Mình có clip rồi. Mình giám sát thì là đóng cửa lại này. Rồi. Mình giám sát các bạn làm việc thôi. Vâng. À, xe của mình vừa mình chứng kiến các bạn là giật xe của cậu này rồi. Mình có cam hành trình rồi. Xe này, xe mình có cam hành trình thôi, xe mình đỗ kìa. Ở nhà cơ quan chức năng nhá. Chào Long Tuấn nhá. Hôm nay mình lại thực hiện nghĩa vụ công dân của mình là giám sát cơ quan chức năng làm việc ở chốt ngã tư Châu Quỳ. Hai đồng chí bắt cái chuyện xe máy này là lỗi đi sai làn ở đây này. Và mình vào giám sát thì đóng cửa chốt lại và làm việc kín ở trong bốt, không cho chứng kiến. Chào Đức Huy nhá, chào cả nhà. Mình cứ hay đi đường cứ thấy những chuyện bất bình là mình phải dừng lại để mình giám sát cái cơ quan chức năng làm việc. Em xin biên bản lỗi sai làn nhá, phải đúng lỗi, nhận đúng lỗi là lỗi sai làn. Hỏi các anh là biển đặt sai là biển phân làn đặt ở đâu? Hỏi các anh là biển phân làn các anh đặt ở đâu? Chào anh Lâm Sung nhá. Em chào anh Yên nhá. Em thì lại có cái tính là sống trung thực và sống thẳng. Nên đi đâu mà cứ có chuyện bất bình là em hay phải dừng lại và phải can thiệp. Và làm đúng đề nghị cơ quan chức năng phải làm đúng coi như trình tự pháp luật, làm đúng quy định. Em nhớ bảo anh ý là ghi đúng lỗi là lỗi sai làn, không được chuyển lỗi khác, nhận đúng lỗi sai làn nào. Chào Hiếu nhá, ở ngã tư Châu Quỳ bắt lỗi sai làn nhá. Xe của mình có cam hành trình, mình ghi hết hành động của cơ quan chức năng làm việc rồi. Ngay trước mắt mình. Có nhím bảo châm ở nhà không nhở, ra hỗ trợ anh đi. Ra hỗ trợ ở chỗ ngã tư Châu Quỳ đi. Không có là có tiếp thị sữa ra là hơi mệt đấy. Chào Lê Ân nhá. Em ơi bảo anh ý lập cho lỗi nhanh để đi 15 phút mà không xong là em để xe lại đấy cho các anh quản lý. Chào Nguyễn Bình nhá. Mình không phải là mình đi lỗi sai làn, mình cố tình đi lỗi sai làn nhưng chẳng ai bắt mình cơ. Đây là mình thấy bất bình quá thì mình nhảy xuống mình giám sát thôi. Không phải là mình. Anh chào Hiếu nhá. Hiếu lại đang ở đâu nhỉ? Nếu đang ở Đà Nẵng thì không nói chuyện đâu.
Ở Hà Nội thì ra chợ Rút thôi. Nhím Bảo Trâm đâu, anh em ở Gia Lâm đâu nhỉ? Thư La Tô nhỉ? Thư Cẩu đâu nhỉ? À, hiểu, đang ở Hòa Bình à? Người ta đang đi giật chìa khóa của người ta lại. Ở đây làm gì có cái biển nào gọi biển lỗi sai làn ở đây. Em ký biên bản đi rồi xin biên bản anh ấy phải đọc đúng lỗi nhá. Đúng lỗi mới ký. Không được nhận sai lỗi, chuyển lỗi là không được. Anh chứng kiến hết rồi, không thể giật chìa khóa của người dân kiểu như được. Gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Giấy tờ chứng minh photo công chứng ở xã huyện. Được hết. Không được thì bảo anh lập biên bản kèm cả lỗi ấy vào. Chào mọi người nhá. Đề nghị anh lập biên bản đi. Không thể chuyển lỗi được. Anh ấy là anh bắt em lỗi sai làn, chứ không thể ra chuyển lỗi khác được. Em xe có giấy tờ công chứng là hợp lệ rồi. Xe anh có không chấp nhận. Không chấp nhận thì đề nghị anh lập biên bản, lốt lỗi vào. Lập tất cả lỗi vào. Đề nghị anh lập tất lỗi vào. Xe của em bị mất giấy tờ, em đi công chứng. Có chứng thực của cơ quan nhà nước là không phải sợ vấn đề gì cả. Em không ăn trộm ăn cắp, em không phải sợ. Còn đề nghị anh lập cái lỗi là lỗi sai làn. Cứ làm phiền người dân, người ta đang tham gia giao thông này, cứ bắt người ta dừng lại, rút chìa khóa của người ta, gây nguy hiểm cho người đi sau. Làm ăn kiểu bao giờ. Là những người thực thi pháp luật mà lại không hiểu gì về kiến thức pháp luật, làm toàn làm bừa. Người ta đi sau, người ta không làm chủ tốc độ, người ta tông vào thì lại coi như chết người ta, làm khổ bao người khác. Một hành động là làm việc kiểu không thể chấp nhận được. Xe của mình còn dừng đỗ trước biển, cấm dừng chứ chẳng ai ra bắt nhỉ. Rất ngang ngược. Con làm bừa. Người ta đang đi tự nhiên này ra rút chìa khóa của người ta. Để bảo lỗi không chấp hành. Người đi sau người ta không làm chủ được thì tông vào thì thôi. Để xem là sẽ là lập cái lỗi gì. Ở chỗ này rất hay bắt lỗi sai làn. Toàn bắt lỗi sai làn thôi. Toàn bắt lỗi xe con với này xe máy lỗi sai làn. Chào Hải Lam em nhá. Anh chào Thúc Vũ nhá. Châu Quỳ Hiếu ạ. Ở ngã tư Châu Quỳ đây. Toàn bắt lỗi sai làn thôi. Ở đây làm gì có cái làn nào. Toàn bắt lỗi sai làn. Mà lại coi ngay ở chân đầu xe của mình, cái thằng cu con này nó đang đi, lại chặn xe lại rút chìa khóa của nó. Mình rất bức xúc. Ngay trước đầu xe của mình.
mà xe của mình lại có cam hành trình. Lỗi sai làn xe máy em ạ. Trả bim bim nhá. Đấy, họ đang lập biên bản. Xe của thằng cu này nó lại không có giấy tờ, nó lại chỉ có mỗi cái ấy, công chứng, giấy tờ nó đi công chứng. Chào chủ sĩ nhá. Đúng rồi, sai làn thần thánh em ạ. Nhất định rồi, mình sẽ ra tìm lại cái clip đấy, mình khóa lại về mình cho lên sóng. Đã lên. Không hiểu là hệ thống đào tạo cán bộ của nước ta thế nào mà đào tạo ra cán bộ coi như là toàn làm sai quy định của pháp luật thế này. Ở chỗ này chẳng có cái biển nào gọi là biển phân làn mà dám bắt lỗi sai làn ở đây. Cái lỗi sai làn mấy trăm nghìn bạc đi đâu. Rất là lặng. Người ta đang tham gia giao thông tự nhiên lại bắt người ta lại để coi như là hành củ tỏi người ta. Trước mình chạy xe ba bánh ở đây mình đã mất 300.000 đây, mình rất cay cú đây rồi. Xe ba bánh, xe tự chế mình mất tiền thì mình chở hàng dài mình mất tiền, mình còn không tức. Đi người ta đang đi tham gia giao thông bắt người ta lỗi sai làn. Vâng, anh Cường ạ, nhất định rồi anh Cường ạ. Em thì sống thẳng và thật. Cứ đi trên đường thấy chuyện bất bình là em khó chịu lắm. Ngã tư Châu Quỳ, Huy Vượng nhá. Em cảm ơn anh, em đi làm. Em bị lỗi gì? Thế là người ta lập biên bản em lỗi gì? Riêng ở cái đường này nhá, không có lỗi nào lỗi sai làn cả. Đấy, cuối cùng là quay sang nhắc nhở tất cả mọi người ạ. Ở đây thì quê nhà mình sĩ nạ không sợ tiếp thị sữa. Tiếp thị sữa ra đây là đã có các thành viên ở đây rồi. Thành viên ở đây có thư lát này. Thế là người ta nhắc nhở à? Em cứ đi đường này, nếu như người ta lập biên bản em lỗi sai làn em xin biên bản cho anh. Em về thì em đăng lên Facebook cho anh, rất nhiều người vào hỗ trợ. Kể cả đơn từ có hết. Cần đơn bọn anh hỗ trợ đơn. Không có vấn đề đâu em ạ. Ôi chào cả nhà nhá. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của mình.